bỏ mạng vì em. Tôi là Nguyễn Hoàng Hà, địa chỉ tại Vĩnh An, Tây An. Nhắn tìm em trai tên Nguyễn Hoàng Tùng, sinh năm 1990, tên thường gọi ở nhà là Bo. Vào năm 1994, trên đường hai anh em sang nhà ngoại tại thôn Đình đã bị thất lạc. Khi đi, em mặc quần bò màu xanh, áo phông vàng, chân đi giày trắng. Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 074-940-2642. Gia đình rất mong tin em. Ê, toàn mấy tin gì đâu không à? Alo, xin hỏi ai đấy ạ? À? Chú em trốn cũng giỏi quá ha, nợ tiền anh đây hơi lâu rồi đấy. Dạ, em đang xoay tiền đi gửi lại đại ca. Do chuyến hàng vừa rồi, em cũng bị lừa hàng kém chất lượng, phải đền cho người ta, đâm ra... Thôi, chú em nói nghe hay ha, hai ba người cho chú em, thì anh đây còn nước đi ăn cá mà. Hàng cuối tháng mà không thấy, thì đừng trách anh đây nha. Trời ơi, sao số mình túng quẫn thế chứ? Ôi, lại tin tìm trẻ lạc tên Tùng gì chứ gì? Nghe nói nhà ông này cũng khá giả, nên đăng tin trên tờ báo suốt mười mấy năm cũng một mớ tiền rồi đó. Vậy hả? Thấy thương quá à. Mà đi lạc 4 năm tuổi làm sao biết được giờ mặt mũi nó như thế nào mà tìm. Đúng là phận đời éo le mà. Trùng hợp, mình cũng chạc tuổi người này, lại cũng sống ở trại trẻ mồ côi từ năm 1994. Chà, đã thiệt đấy. Cậu là... Dạ, ảnh này em chụp lúc mới được tìm thấy ở biên giới. Nghe các mẹ trong trại trẻ mồ côi kể lại, thì người ta tìm thấy em ở biên giới sắp bị bán, thì được công an cứu. Còn đây là hồ sơ hồi em ở trại trẻ, vì em không được nhận làm con nuôi, nên sau này qua 18 tuổi em tìm việc làm rồi xin ra ngoài sống luôn ạ. Đúng rồi mình ạ. Lúc em ấy mất tích là vào tầm tháng 8 năm 1994. Hồ sơ trong trại trẻ cũng trùng khớp khoảng thời gian này. Thực ra lúc ấy quá bé, em cũng chưa hiểu chuyện và nhớ gì cả. Chỉ thấy mẹ nuôi em trong trại trẻ kể lại và những tình tiết trùng hợp nên em liền đến đây. Hay là anh cứ coi lại kỹ xem sao ạ? Không thể nhầm được. Những thông tin này rất khớp. Bao nhiêu năm qua anh đi tìm em. Thật may ông trời thương tình đã cho anh gặp được em. Em lại đây thắp cho ba mẹ nén hương để ba mẹ mừng đi. Vâng, thưa anh. Mình chắc chắn chú ấy là em trai ruột của mình chứ? Sao tôi thấy vội vàng thế nào ấy? Hay là đi thử ADN đi mình? Người ta chưa đòi hỏi gì rồi, mình còn rạch rồi bắt xét nghiệm, từ từ để thân thiết hơn. Tôi làm xác định huyết thống sao cũng được. Nhỡ chú ấy mà biết lại nghĩ mình nghi ngờ này kia, rồi tự ái bỏ đi thì biết làm thế nào? Chú thấy căn nhà này ổn không? Nếu chú cứ nhất quyết ở riêng thì căn này là ổn nhất, rất gần nhà anh, mà khu này dịch vụ cũng rất ổn. Thôi, em ở chỗ hiện tại quen rồi, anh chị cứ để em ở bên đó thôi. Anh chị làm thế này em ngại lắm. Trời ơi, cái nhà thuê ấy lụp xụp quá, lại quá xa trung tâm. Giờ anh em mình đã nhận nhau, hãy để tôi bù đắp cho chú một cuộc sống tốt hơn. Đây cũng là những thứ mà chú đáng được hưởng suốt bao nhiêu năm qua. Thẻ này là anh làm cho chú, chú cần gì thì cứ dùng đừng ngại. Thôi, chú cứ coi căn nhà này cần điều chỉnh gì thì bảo anh nói với bên nội thất nha. Dạ, anh tốt với em quá. Bao nhiêu năm trời tôi mới gặp lại được chú, thế có là cái gì? À, chị dâu nhắn chú, tôi nhớ về nhà ăn cơm nha. Nay chị ấy trổ tại vào bếp mừng chú Lâm chuyển sang nhà mới ấy. Đúng là mèo mù với cá rán ông ạ. Quả là nhà giàu có khác, tiêu tiền cứ dễ như không. Tự nhiên thì kiếm được ông anh có hẳn một công ty to đùng. Số ông đúng có phúc hưởng, vừa có tiền trả nợ mà vừa được sống sung sướng. Nhớ đừng quên tôi nha. Làm sao mà quên được ông? Không nhờ tấm ảnh Photoshop kỳ diệu của ông, và cũng may mắn thay bộ hồ sơ trại trẻ của tôi cũng trùng khớp, thì sao mà đánh lừa được pha béo bở này? Thế ông không lo lỡ bị phát hiện hả? Ôi trời ơi, tôi bòn thêm ông anh trai ít tiền nữa rồi biến ấy mà. Mà được cái ông anh hợ của tôi là người dễ mũi lòng, tôi cứ tỏ ra thờ ơ với tiền, ông ấy càng bơm cho nhiều chứ. Trời ơi, cháy lan ra từ tầng 9 kìa. Khói mù mịt ghê quá đi, cháy rồi. Cứu hỏa vào rồi đấy, nhưng cháy to lắm, nhiều người vẫn đang bị kẹt ở trong. Trời ơi, có cháy ư? Chết thật, chú ba không nhấc máy, sợ có chuyện gì mất rồi.
này anh kia đang cháy to lắm, đi đâu vậy? Đồng đội chúng tôi đang ở trong đó rồi. Chú ba, chú ba, chú ba. Chạy ngay, cháy to lắm. Anh Hà, anh tỉnh lại đi. Chết rồi, hình như anh ấy bị ngộp khói rồi. Trời ơi, không ổn rồi, lửa lớn quá, có lẽ sắp cháy vào trong nhà mình mất. Phải chạy ngay thoát thân, không thì chết cháy. Mình đang làm gì thế này? Không được, anh ta đã cố gắng vượt ngọn lửa để vào cứu mình, vậy mà mình lại mặc kệ anh ta mà bỏ chạy thế này sao? Giúp, giúp tôi, ai đó gọi giúp xe cấp cứu đi. Suýt chút nữa anh để mất chú lần nữa. Anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất. Chú có sao không đấy? Anh à, em có một chuyện cần nói. Em từ trước đến giờ chưa từng nghĩ sẽ có một người vì mình mà không tiếc mạng sống như vậy. Thực sự thì em không phải là em trai ruột của anh đâu. Tất cả chỉ là một màn kịch em đã dựng ra mà thôi. Gì chứ? Chú lừa dối gia đình tôi. Vậy mà tôi đã coi chú như ruột thịt. Mau đi ngay, ra khỏi đây đi. Em xin lỗi, mong gia đình tha lỗi. Em sẽ đi ngay. Anh, tôi gọi điện thoại mà không được, nên tìm mãi mới biết chú ở đây. Dạo này chú sao rồi? Em quay về làm bên công trường anh ạ. Giờ em cũng bớt ăn chơi phung phí lại thì cũng ổn ạ. Hôm ấy nóng quá nên tôi nói thế, chứ trong thâm tâm tôi đã coi chú là em trai mất rồi. Em không xứng đáng để anh đối xử tốt như vậy đâu ạ. Em đã lợi dụng lòng tin của anh để lừa dối tình cảm của anh chị. Cho dù không phải ruột thịt nhưng tình cảm là có thật. Hôm đi lên nhận kết quả xử lý sau vụ cháy, lúc đó có người kể cho tôi hôm cháy đó chú đã cố gắng cứu tôi như thế nào. Nếu không chắc giờ tôi cũng chẳng thể ngồi ở đây rồi. Đó là điều em nên làm thôi ạ. Cũng chính anh xông vào khói lửa để cứu em. Ngay chính lúc ấy em biết là mình đã sai rồi. Biết sai và nhận sai là điều đáng quý. Từ lâu tôi đã ước ao một gia đình có anh, có em. Mấy ngày nay chị dâu cứ nhắc chú suốt, cùng về nhà ăn cơm thôi em. Anh à, lời hứa của con. Sao mãi mà chưa thấy mẹ về nhỉ? Na, Na ơi, mẹ xin lỗi, hôm nay chợ ấy quá. Con đứng chờ mẹ mỏi như cả chân. Khổ thân, nắng nôi thế này. Thôi, lên xe mẹ đèo về không muộn. Mẹ ơi, hôm nay con được 10 điểm môn toán đấy. Con khen con học rất nhanh hiểu bài mẹ ạ. Ừ, con ngoan, cố gắng học hành rồi ra đời cho đỡ vất vả con ạ. Vâng, ngày nào cũng được ngồi sau lưng mẹ, thế này thích thật. Người mẹ đầy mồ hôi, chua lờm mấy chứ. Con vẫn thích lắm mẹ ơi. Lắm không ạ? Mẹ không sao, đi mãi thành quen con à. Ngày trước chưa mua được xe toàn phải đi bộ, có ngày phải đi bộ đến cả cây số ấy chứ. Mẹ ơi, sau này con lớn, con đi làm, con sẽ mua chiếc xe máy như lúc nãy và đèo mẹ đi khắp mọi nơi nhé. Được rồi, con nhớ nha, lúc ấy hai mẹ con ta đổi vị trí cho nhau. Nhiều năm sau. Cùng dự án cũng xong, chân tay đầu óc mụ mị hết cả. Ừ, 3-4 tháng rồi tớ lúc nào cũng căng thẳng và thèm ngủ, chỉ lo dự án có sai sót. Mẹ tớ ở quê cách đây có 30-40 cây số mà tớ chẳng về được. Ôi dào, nhà gần thế thì về lúc nào chả được. Cậu có muốn đi xả stress không? Tớ biết một chỗ hàng hiệu đang sale kịch sàn đó. Ừ, được đấy, tớ cũng đang muốn mua mấy cái váy, đi nào. Chúng ta đi taxi, chứ tầm này mà ra đường thì da lại đen xì mất, còn bụi bặm nữa. Ừ, được đấy. Cậu thấy chiếc này thế nào?
rất đẹp, cái này hợp với cậu, lấy đi. À, cuối tuần này tớ định đi du lịch Mai Châu, cậu có rảnh không đi cùng luôn? Nhưng tớ định về quê một chuyến, mẹ tớ chắc mong lắm. Tuần sau về cũng được mà, phải nghỉ ngơi thư giãn bù cho những tháng ngày vừa qua chứ. Mà bây giờ chưa chồng con gì á thì còn vi vu được, chứ có gia đình rồi lại suốt ngày đầu tắt mặt tối. Ừ, cậu nói cũng đúng, quyết định vậy nha. Ừ, ra thanh toán đi, rồi đi ăn, tớ đói rồi. Không biết con Na dạo này thế nào rồi nhỉ? Lâu rồi không thấy nó về chơi. Alo, mẹ hả? Con ăn uống gì chưa? Đi làm về rồi chứ? Dạ, con về rồi. Mẹ có chuyện gì không ạ? Lâu không thấy con về. Cuối tuần này có rỗi không con? À, cuối tuần này con phải làm thêm mẹ ơi. Để con thu xếp mẹ nhé. Ừ, nhớ phải nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nha con. Khổ, chắc bận quá mà con bé không biết có khỏe không nữa chứ. Hồng ngâm, trứng gà, bánh đa vừng, tương cà. Không biết là rẽ bên trái hay rẽ bên phải nhỉ? Lâu không lên, đường xa thay đổi nhiều quá. À, bác có làm sao không ạ? À? Ừ, tôi không sao. Nhưng mà trứng gà với hồng khéo dập hết rồi. Chiếc vành xe bị hỏng mất rồi, để cháu đưa bác vào quán sửa lại nhé. À, ấy chết, xe vẫn đi được, không cần phiền cậu thế đâu. À, tiện đây cậu cho tôi hỏi, tòa nhà Đông Tây ở phố Trần Hào đi thế nào nhỉ? Bác đi thẳng đến ngã tư thứ hai thì rẽ trái, nhưng lần sau bác qua ngã tư phải chú ý nha. Đèn đỏ mà bác vượt qua như thế thì nguy hiểm lắm ạ. Thôi cháu đi đây, chào bác. À, đúng chỗ này rồi, không biết con bé đã nghỉ chưa? Đi ăn gì bây giờ nhỉ? Ra quán bún nhà chị Bảy đi. Na, Na ơi. Mẹ. Mẹ, mẹ lên đây khi nào? Sao không báo con tiếng để con ra đón? Ừ, mẹ vừa lên. Mẹ sợ con bận nên đi xe đạp cho tiện. Mẹ có mang cho con ít trứng gà với hồng ngâm mà con thích đấy. Nhưng nãy bị xe quẹt phải, chẳng biết có bị dập không nữa. Xe đạp ư? Ơi, sau này con lớn con đi làm, con sẽ mua chiếc xe máy như lúc nãy và đèo mẹ đi khắp nơi mẹ nhé. Vì con mà mẹ vất vả rồi. Con xem này, mẹ vẫn bình an vô sự mà. Nhìn thấy con khỏe mạnh, vui vẻ là mẹ chẳng thấy vất vả gì hết. Mẹ, chắc mẹ đói rồi, để con đưa mẹ đi ăn nhé. À, chiều con sẽ xin nghỉ, đưa mẹ đi tham quan một vòng qua thành phố nha. Ở đây có nhiều nơi đẹp lắm mẹ ạ. Ừ. Chuông thần. Thưa đại nhân, thưa đại nhân, bẩm đại nhân. Ồ, Hồ Dung, ông tới lúc nào mà ta không biết? Chắc hẳn đại nhân lại đang đăm chiêu suy nghĩ về vụ án lớn trong thành gần đây. Đúng. Vì chuyện này mà nhiều ngày nay, đại nhân mất ăn mất ngủ. Mong đại nhân cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đây quả là một vụ án khó. Lại có tới 3 kẻ tình nghi. Thực sự ta đã nghĩ rất nhiều mà chưa tìm ra được thủ phạm. Nếu không sớm giải quyết được vụ án này, ta thật có lỗi với dân. Kẻ trộm không để lại một dấu vết nào cụ thể. Thật khó biết kẻ nào là kẻ trộm thực sự đây. Phải rồi, thử cách này xem sao. Tối qua,
ta xem một cuốn sách lịch sử. Trong sách có nhắc đến chiếc chuông thần trong thành ta. Chuông này rất linh nghiệm. Những người không ăn trộm mà sờ vào nó sẽ không phát ra tiếng kêu. Còn kẻ ăn trộm, chỉ cần chạm tay vào, nó sẽ phát ra tiếng kêu. Người đâu? Mau mang chuông thần vào đây. Bây giờ, cả ba người hãy đi vòng quanh và đặt hai tay chạm vào chuông thần. Nếu đến kẻ nào mà chuông thần phát ra tiếng kêu, thì đích thị kẻ đó là tên trộm. Nào, tất cả hãy cùng đi vòng quanh chuông và đặt tay vào. Không kêu gì, chứng tỏ chẳng ai trong số chúng là kẻ trộm sao? Thưa quan lớn, vậy là tiện nhân chúng tôi vô tội. Vậy xin quan tòa hãy trả tự do cho chúng tôi. Bây giờ các ngươi hãy giơ tay ra. Ngươi chính là kẻ trộm. Sao chứ ạ? Chiếc chuông đâu có kêu, tiện nhân đâu phải là kẻ trộm. Trước khi mang chuông tới đây, ta đã cho quệt than vào chiếc chuông đó. Ngươi là kẻ sợ chuông sẽ phát ra tiếng kêu, nên không dám chạm tay vào. Vì thế tay mới sạch sẽ, không dính than. Chiếc chuông nào có sức mạnh thần kỳ gì chứ? Chẳng qua những kẻ làm việc xấu thường hay thấp thỏm lo âu, có tật giật mình mà. Ngươi còn gì để nói? Con xin nhận tội, xin quan rộng lòng tha tội cho con. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.